Cảm xúc lúc này của chị như thế nào? Thành Phúc không nói lời. Em có bất ngờ không khi ngày hôm nay bạn trai của em đã cầu hôn em? Có bất ngờ anh ạ. Em không biết là anh hướng dẫn em lên sân khấu hay là gì. Và lúc này cảm xúc của em như thế nào? Em đang cảm thấy rất là hạnh phúc, không nói được gì nữa. Khi nào thì hai người dự định là tổ chức cưới? Sắp rồi ạ. Em có thể tiết lộ sơ bộ về cái đám cưới của mình trong cái tưởng tượng của mình bây giờ? Không ạ. Còn em muốn làm một bất ngờ cho tất cả mọi người, đối với người hâm mộ và những người mà đã theo thời gian qua đã theo dõi hai chúng. Hãy cho bọn anh biết cái đánh giá của em về người chồng của em trên sân cỏ. 100 điểm anh ạ. Còn ngoài đời thì sao? 1000 điểm. Rất. Cảm ơn chị á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.